Tử vi tuổi Tuất sau tháng đầu năm 2021 lắm thăng trầm, nhiều xui khí. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt để hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông cha ta thường nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc, vạn vật thay đổi khó lường, nên bình tĩnh trước mọi sự việc trong đời mới là cách hành xử của người trí tuệ. Xem tử vi 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy rằng, số phận của người tuổi Tuất sẽ ứng với câu nói trên trong thời gian sắp tới. Tuy phạm phải hình thái tuế nhưng vẫn gặp được may mắn, cho nên con giáp đừng bi quan do phạm phải thái tuế. Bởi trong cuộc sống khi gặp chuyện xấu, đừng nên bi quan, thống khổ. Trái lại khi gặp chuyện vui, cũng đừng mạnh vui mừng quá đỗi. Mất không, ưu phiền, được không, đắc ý. Cũng giống như trong phúc có họa, trong họa có phúc, biến hóa vô cùng, sâu xa, không thể lường được. Vậy trong năm 2021, vận trình của người tuổi Tuất sẽ xảy ra những điều gì? Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi Tuất trong 6 tháng đầu năm 2021. Không còn được bình ổn như năm trước, sang năm 2021, người tuổi Tuất bị tác động mạnh bởi cục diện hình thái tuế, lại thêm nhiều hung tinh chiếu, báo hiệu một năm nhiều biến động, thăng trầm, vất vả, ngược xuôi. Xem tử vi tuổi Tuất nửa đầu năm 2021 cho thấy rõ, cục diện tương hình mang tới những rắc rối về giấy tờ, thủ tục, kiện cáo pháp luật. Người tuổi Tuất làm ăn khó khăn hơn, công việc gặp nhiều trở ngại, để đạt kết quả tốt thì cần phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những người khác. May mắn vẫn có thiên đức và thái âm cát tinh hỗ trợ. Trong gian khó, tuổi Tuất nhìn thấy không ít cơ hội vươn lên. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những ai chủ động nắm bắt và không ngừng nỗ lực để đạt được. Nếu lười nhác, chỉ dựa vào may rủi, mưu sự khó mà thành. Hơn nữa, tình hình tài chính cũng có nhiều biến động. Lúc khởi sắc thì cực vượng, khi vận suy lại cực hung, được khá nhiều và mất cũng rất lớn. Kinh doanh khó khăn, đầu tư nhiều rủi ro, lại có kiếp tài và thương quan, mang họa hao tốn tiền bạc, rất dễ mất tiền oan. Cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi. Vì vậy, để có thể hóa giải vận hạn trong năm Tân Sửu, các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy sử dụng, mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, từ đó mang lại cát lành, may mắn, bình an. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của tuổi Tuất trong 6 tháng năm 2021 qua từng phương diện cụ thể. Về sự nghiệp, quan vận. Dưới sự chi phối của thái tuế 2021, tinh thần tuổi Tuất gặp nhiều biến động, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bộc phát, làm trước nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Sau đó, công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công, chứ đừng nói tới việc thăng quan, tiến chức. Thêm vào đó, bản mệnh nên làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật, kẻo vướng họa lao ngục. Trong thời gian này, còn có quả tú chiếu mệnh khiến tuổi Tuất lại có phần khép mình với thế giới xung quanh, bảo thủ trong lối suy nghĩ, hạn chế các mối quan hệ xã giao mà vốn dĩ nếu làm tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp. Nói như vậy không có nghĩa ám chỉ bản mệnh sẽ gặp toàn chuyện bất lợi trong năm Tân Sửu, bởi có những thời điểm nhận được sự hỗ trợ từ hai cát tinh, thiên đức và thái âm, tâm trí thêm vững vàng, có động lực phấn đấu, bản mệnh vẫn hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra. Có điều bản mệnh cần chấp nhận đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, vất vả hơn gấp nhiều lần người khác. Vì thế, các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất khi vận khí vượng cần chủ động nắm thời cơ,
bình tĩnh và vững tâm làm việc hăng say. Có như vậy, tuổi Tuất mới có thể lội ngược dòng thành công. Ngoài việc cần chủ động nắm bắt cơ hội, các chuyên gia phong thủy còn khuyên tuổi Tuất hãy mang bên mình pháp khí phong thủy tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành, may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời khi mang vòng tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hành thông, phát triển, quan hệ công việc dần tốt đẹp, tâm trạng cũng vì thế bớt tiêu cực. Thứ hai, tài lộc, tiền bạc. Tuổi Tuất nửa đầu năm 2021 so với thời gian trước có nhiều khác biệt về phương diện tài lộc. Tình hình tài chính tuổi Tuất có nhiều biến động hơn, vận chính lúc thăng, khi trầm, được mất đan xen, khó mà có khoản dư để tích lũy. Về cơ bản, người làm công ăn lương ít bị tác động bởi cục diện tương hình hơn những người làm tư, làm chủ. Bởi nguồn thu nhập chính vẫn không thay đổi nhiều, kinh doanh khó khăn, nhất là lĩnh vực liên quan đến các ngành dịch vụ, du lịch hay giải trí. Đầu tư nhiều rủi ro về bất động sản, chứng khoán hay các khoản vay lãi. Lại có kiếp tài và thương quan mang họa hao tổn tiền bạc tác động, sẽ dễ mất tiền oan. Trong thời gian này, cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi. Tuy nhiên, nếu cẩn trọng suy tính kỹ càng, bản mệnh sẽ được thành âm cát tinh mang tới không ít lộc về đất cát, địa sản, giao dịch ở phương diện này vẫn bỏ túi, tiền đáng kể. Nên nhớ mọi tình huống cần do mình làm chủ. Đầu tư vốn không rủi ro mà chỉ có sự thiếu hiểu biết mới khiến bạn gặp rủi ro. Để có thể hóa giải được cục diện xấu thì các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sức. Việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Về mặt tình cảm, gia đạo, cục diện hình thái tuế tác động khiến vận trình tình cảm 6 tháng đầu năm của tuổi Tuất biến động mạnh hơn so với trước kia. Các cặp đôi liên tiếp nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn, hiểu nhầm, hoài nghi khiến gia đạo bất ổn, nghiêm trọng, có thể dẫn tới chia ly, đổ vỡ. Người độc thân còn chịu ảnh hưởng của hung tinh quả tú, kích phát những suy nghĩ cô độc, không muốn mở lòng đón nhận tình cảm của người khác. Trong khi đó, đào hoa lại không vượng, tình duyên phần nhiều vẫn lận đận. Đặc biệt là nữ mạng tuổi Tuất, phần khí bất ổn, chuyện tình cảm lại không đâu vào đâu. Dù là người độc thân hay đã lập gia đình, tình duyên bất ổn, lắm trở ngại, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ, một mình cô độc. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy mang bên mình pháp khí tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đại thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải những xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Bình thường thể trạng của người tuổi Tuất khá tốt, ít khi đau yếu. Tuy nhiên, sang năm 2021 là một trong năm con giáp phạm thái tuế. Do tác động của hình thái tuế, cuộc sống biến động và áp lực khiến sức khỏe giảm sút, dễ đau yếu, nhất là vào thời điểm giao mùa. Cách hiệu quả nhất để cải thiện sức khỏe là suy nghĩ tích cực, không tham công tiếc việc, nghỉ ngơi khi thấy cơ thể phát ra những tín hiệu khó chịu. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cần tăng cường tập luyện thể dục, thể thao, thói quen lười vận động cũng là nguyên nhân khiến cho bản mệnh thừa cân, mắc các chứng bệnh về đường huyết, mỡ máu. Năm có hình thái tuế tác động, mệnh chủ cũng hết sức lưu ý tới vấn đề đi lại, cần cẩn thận, kẻo sẽ bị té ngã và què xe cộ, nhẹ cũng gặp họa huyết quang, nghiêm trọng có thể nguy hiểm tính mạng. Cho nên để hóa giải các tác động của hình thái tuế, tuổi Tuất hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh. Vòng tay sẽ xua đuổi hung tinh và hóa giải vận hạn, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Tuất suốt năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Tuất trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Tiếp theo mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Tuất trong thời điểm này để có thể hiểu rõ. Đầu tiên, Mậu Tuất 1958. Các bác Mậu Tuất trong nửa đầu năm 2021 do phạm cục diện hình thái tuế nên các mối quan hệ trong năm
có phần ảm đạm, sẽ xảy ra mâu thuẫn, thị phi, tranh chấp với anh em, bạn bè. Thậm chí có người còn hao hụt tài chính vì những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó còn có họa tiểu nhân trong thời gian này là khá lớn. Tốt nhất các bác nên cẩn trọng lời ăn, tiếng nói và cách hành xử, tránh rước họa vào thân. Vấn đề sức khỏe cũng không được chủ quan. Thứ hai, tử vi Canh Tuất 1970. Nửa đầu năm 2021, cô chú Canh Tuất sinh năm 1970 chịu tác động của cục diện tương hình nên vận trình cả năm khó được như mong muốn, đặc biệt là những phương diện tình cảm và quan hệ xã giao. Các mối quan hệ với anh em, bạn bè không hòa thuận sẽ bị lôi kéo lợi dụng kiếm tiền, bạc hao mòn. Ngoài ra, họa thị phi trong năm khá lớn, các cô chú cần chú ý cách ăn nói và thận trọng khi kết giao với người khác để tránh những rắc rối không đáng có, thậm chí là cả kiện tụng pháp luật. Tình trạng sức khỏe cũng có dấu hiệu bất ổn, sẽ bị thương tổn thân thể. Thứ ba, Nhâm Tuất 1982. Bước sang năm Tân Sửu 2021, vận trình anh chị tuổi Nhâm Tuất 1982 có khá nhiều biến động. Phương diện công việc của anh chị có nhiều thay đổi, tiếc rằng chủ yếu anh chị không mong muốn. Cạnh tranh nhiều hơn làm tăng nguy cơ phạm tiểu nhân, họa thị phi rình rập, các mối quan hệ cũng không được tốt đẹp, sẽ sinh bất hòa với người xung quanh, thậm chí còn bị lôi kéo làm chuyện xấu, khiến tiền bạc thất thoát. May mắn sức khỏe trong thời điểm này dù có nguy cơ tiềm ẩn, song có thể bị thương, tai nạn, sự cố trong quá trình di chuyển, anh chị cần chú ý điều khiển phương tiện giao thông. Thứ tư, Giáp Tuất 1994. Nửa đầu năm 2021 sẽ là một thời gian đầy thử thách và cần phải nỗ lực nhiều hơn đối với các bạn Giáp Tuất. Do vấp phải cục diện tương hình, rất nhiều phương diện cuộc sống của các bạn như sự nghiệp, mối quan hệ, tài chính sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Mâu thuẫn, cãi vã trong năm xảy ra nhiều hơn, họa thị phi và tiểu nhân luôn rình rập, cho nên các bạn cần chú ý lời ăn, tiếng nói và đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ xấu. Vấn đề sức khỏe trong thời gian này cũng có dấu hiệu suy giảm, các bạn cần phải đề phòng những chấn thương có thể xảy ra do té ngã, tai nạn, sự cố. Quý vị thân mến, phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát cùng mọi người tìm hiểu hung cát của từng tháng của tuổi Tuất trong nửa đầu năm 2021. Tháng 1 âm lịch, vận trình tổng thể của tuổi Tuất trong năm Tân Sửu gặp khá nhiều sóng gió do vấp phải cục diện Sửu Tuất tương hình. Tuy nhiên trong tháng đầu tiên của năm, nhờ sự tam hợp nâng đỡ nên vận khí bản mệnh vẫn đạt mức ổn định, mưu sự suôn sẻ. Ngoài ra trong thời điểm này, dù tình hình tài chính bản mệnh không quá khả quan, cả chính tài và thứ tài đều không có khởi sắc, nhưng bù lại cũng không có nỗi lo nào quá lớn. Tháng 2 âm lịch, bước sang tháng 2, sự nghiệp bản mệnh có trở lực nhất định nhưng không lớn, bằng trí thông minh và tài ngoại giao, bản mệnh vẫn đạt được mục tiêu. Quý nhân lục hợp sẽ giúp bản mệnh giải quyết khó khăn. Tuy nhiên bản mệnh cần đề phòng hiềm khích với đồng nghiệp và cấp trên trong tháng này do bất đồng quan điểm. Hơn nữa thái độ làm việc của bản mệnh đôi lúc có dấu hiệu trình mạng, ảnh hưởng đến tiến độ chung và con đường thăng tiến của con giáp. Bản mệnh nên sớm chấn chỉnh lại bản thân. Tháng 3 âm lịch, người tuổi Tuất chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, vận trình tháng giảm sút mạnh. Công việc bản mệnh phải đối mặt với nhiều thách thức, áp lực nên thăng trầm bất ổn. Có những việc tưởng chừng sắp hoàn thiện nhưng giữa chừng lại bị dừng lại hoặc do sự cố, lý do khách quan. Bù lại, dự báo tài vận của bản mệnh trong tháng có dấu hiệu tăng lên nhờ những kế hoạch cụ thể và tính toán đâu ra đấy, tuổi Tuất có khả năng thu được nguồn lợi không nhỏ. Nhân lúc tài chính dư giả, bản mệnh nên học cách quản lý tiền bạc, chi tiêu có kế hoạch, nếu không tài khí tụ rồi tán rất nhanh. Ngoài ra tương xung khiến vận trình tình cảm xuống dốc, bản mệnh sẽ nóng nảy, suy nghĩ bế tắc, thậm chí suy diễn về những điều vô căn cứ một cách ghen tuông, mù quáng. Tháng 4 âm lịch, tuổi Tuất có nói rằng vận trình tháng 4 đang có những sự khởi sắc đúng như mong muốn, đặc biệt là sự nghiệp và tài lộc. Tháng này mệnh chủ được các tinh chiếu mệnh ở cung công danh mang đến quý nhân phù trợ, dìu dắt và chỉ bảo tận tình. Có người biết tận dụng thời cơ còn có thể được thăng quan tiến chức ngay trong tháng. Cơ hội luôn chia đều cho tất cả mọi người, nếu bản mệnh không biết nắm bắt thì nó sẽ thuộc về người khác. Thứ năm, tử vi tháng 5 âm lịch, tam hợp cục giúp thúc đẩy vận trình tháng 5 của tuổi Tuất bừng sáng, đại cát đại lợi, mưu sự dễ thành, công việc thuận lợi, tiền đồ sáng lạn, thích hợp phát triển quy mô làm việc, thử sức với các hạng mục lớn hơn.
tuy bản mệnh vẫn phải đối mặt và gặp không ít khó khăn, thách thức. Khối lượng công việc tăng lên, nhưng nhờ đó bản mệnh cũng nâng cao khả năng làm việc, rèn luyện chuyên môn. Tuy nhiên tài chính trong tháng chỉ duy trì ở mức ổn định, đây không phải là điều đáng lo ngại. Bản mệnh nên an bình, chờ thời, chưa quá nóng vội, kẻo tiền bạc thất thoát một cách đáng tiếc. Thứ 6, tử vi tháng 6 âm lịch. Báo hiệu tuổi Canh Tuất gặp nhiều biến động xấu có thể xảy ra do cục diện tương hình ảnh hưởng. Theo đó, công việc có kẻ phá bĩnh, gây điều tiếng thị phi, ngấm ngầm hãm hại. Tiểu nhân có thể là người ở bên cạnh, hãy cẩn thận trong mỗi việc mình làm. Bản mệnh sẽ thấy áp lực trong tháng tăng lên khá rõ, làm việc gì cũng không thuận lợi, sự hăng hái và nhiệt tình cho công việc vì thế mà giảm sút, khiến sự nghiệp phát triển trì trệ. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của mệnh chủ tuổi Tuất. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những kiến thức mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm, theo dõi ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!